thấp ló lá xích Fusion Titanium Diamond 38mm không chỉ là một chiếc đồng hồ mà còn là biểu tượng của sự lịch lãm và cá tính, với thiết kế đơn giản, tinh tế và sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp. Mẫu đồng hồ này đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của những người yêu thích sự sang trọng mạnh mẽ. Mặt số màu đen mờ mang đến một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Khi ánh sáng chiếu vào, mặt số chảy tia xanh nớt tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp, đặc biệt là trong những buổi tiệc tùng hay dưới ánh nắng tự nhiên. Bộ vỏ bằng titanium 38mm được hoàn thiện tỉ mỉ với sự kết hợp giữa đánh bóng và trải xước, tạo nên sự đối lập đầy hấp dẫn cho chiếc đồng hồ. Đặc biệt, phần bezel nạm 36 viên kim cương tinh xảo có trọng lượng 1,20 carat, được cố định bởi 6 đinh ốc hình chữ H, dấu ấn đặc trưng của Hublot. Một khung vỏ titanium không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, mà còn giúp chiếc đồng hồ nhẹ hơn và bền bỉ hơn. Kết hợp cùng mặt kính sapphire chống ló, chiếc đồng hồ Hublot chính hãng này mang đến sự bảo vệ tuyệt đối cho mặt số. Bên dưới lớp kính sapphire là bộ máy tự động UV1110. Với 42 giờ dự trữ năng lượng, bộ máy này có độ chính xác cao và khả năng hoạt động ổn định, giúp bạn luôn tự tin trong mọi khoảnh khắc. Húp ló lá xích Fusion Titanium Diamond 38mm dành cho cả nam và nữ. Dây đeo không chỉ tạo cảm giác chắc chắn mà còn tăng thêm nét thanh lịch cho người đeo. Khóa triển khai bằng thép không gỉ giúp dễ dàng điều chỉnh và cố định đồng hồ một cách an toàn trên cổ tay. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.